33 đã hoàn thành nha anh em, đang nổ. Hôm qua mình có hứa với anh em là hôm nay sẽ lên cái clip test nổ máy cho cái máy quay 33 này, thì hôm nay đã xong rồi nha. Thì sau khi ráp hoàn thành thì cái máy này rất là êm, chỉ có tiếng nồi thì chấp nhận mình đi trên tay thì phải có tiếng giọng nồi nha. Vậy thôi, còn cái máy này là ở cửa hàng mình đã ráp, bắt ráp và xử lý lên là cực kỳ êm ái. Đã được sửa đổi lại là lên với cấu hình là dinh đô 12,5 trái 54 trái đầu cao, thì còn xúc bắp của nó thì đã được xử lý lên rồi, lớn hơn xúc bắp gin. Còn bộ đồ tiện là làm được nó ngon 33 đấy, rất là im, cực kỳ im. Nguyên bản cái máy này nó sẽ là đi với là dinh nhỏ, dinh nhỏ trái 54.